Chào mừng các bạn trở lại với kênh NTT Android iOS của mình nhé. Đầu tiên là cho Office Live Trading. Mấy bạn like và chia sẻ cho mình nhé, để mình có động lực phát triển kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Thank you.
Come on, come on, come on.